Bản tin tổng hợp sáng ngày 24 tháng 10 Về tình hình trong nước, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn bị cách chức tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Nước lũ lên nhanh, Quảng Ngãi sơ tán hàng nghìn người dân trong đêm Đại biểu tỉnh Bình Định đề nghị xử lý rứt điểm nhiều vụ án thời gian dài chưa có kết quả, trong đó có vụ Hồ Duy Hải Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết vi phạm trong đấu thầu, đấu giá thiết bị y tế rất phức tạp thêm một cựu nhân viên tố cáo Facebook cố tình dung túng các nội dung thù hận. Tàu chiến Nga-Trung tuần tra chung lần đầu tiên ở Thái Bình Dương. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng xin tham gia nhóm điều tra nguồn gốc Covid của WHO nhưng bị từ chối. Gián điệp là một động cơ cơ bản đằng sau sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 24 tháng 10 trên các nền tảng của DKN TV. Nguyễn Tư xin kính chúc quý khán thính giả có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ là nội dung chi tiết của mục tin tổng hợp sáng nay ngày 24 tháng 10. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Cách chức tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam. Thưa quý vị, theo công bố chính thức từ chính quyền, với những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam theo quyết định số 1784 do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký. Ngoài ra, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu bị cách chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thiếu tướng Trần Văn Nam bị cách chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển. Đại tá Nguyễn Văn Hưng bị cách chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết bị cách chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển do cũng có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Bên cạnh đó, Trung tướng Hoàng Văn Đồng bị xóa tư cách nguyên chính ủy cảnh sát biển. Thiếu tướng Bùi Trung Dũng bị xóa tư cách nguyên phó tư lệnh cảnh sát biển. Chuyển sang phần tin nóng về tình hình thời tiết. Nước lũ lên nhanh, Quảng Ngãi sơ tán hàng nghìn người dân trong đêm. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, nhà chức trách tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán ít nhất 2.500 người khi nước lũ tiếp tục dâng cao. Theo báo cáo của VN Express, vào hôm thứ Bảy, mực nước sông Trà Bồng vượt báo động 3, khiến xã Bình Minh, huyện Bình Sơn buộc phải di rời 500 hộ dân với hơn 1.590 người. Ông Nguyễn Văn Dân cho biết, nước lũ lên quá nhanh nên chúng tôi đưa bà con đến ở sen ghép với những nhà cao hơn và các trường học. Đến tối ngày 23 tháng 10, huyện Bình Sơn đã di rời gần 800 hộ với hơn 2.400 người. Hiện nhiều tuyến đường ở huyện đã bị ngập lụt, chia cắt nhiều vùng trũng thấp. Ở xã Bình Dương, các tuyến đường đang ngập từ 0,5 đến 1,2 mét. Tại huyện miền núi Trà Bồng, lực lượng địa phương cũng đưa gần 100 người dân ở xã Sơn Trà, Trà Hiệp, Trà Bùi sang nơi khác, tránh nguy cơ lũ quét và sạt lở núi. Còn ở thị xã Đức Phổ, nước sông Trà Câu đang vượt báo động 3. Nếu nước sông Trà Câu tiếp tục dâng cao, thì thị xã sẽ phải sơ tán khoảng 1.000 hộ dân nằm ở hạ lưu sông và vùng trũng đến nơi ở tạm huyện Nghĩa Hành, mưa lớn đã khiến hơn 750 hộ dân ở ven dòng sông Phước Giang bị ngập sâu, có nơi lên đến 1,5 m Nhận định về đợt mưa lũ đêm qua đến hôm nay, ông Nhâm Xuân Sĩ, Giám đốc Đài khí tượng Thùy Văn tỉnh Quảng Ngãi nói rằng đây là đợt mưa lớn với lượng mưa vượt kỷ lục cũ của năm 2009. Theo ông Sĩ, từ tối 22 tháng 10 qua đến đêm 23 tháng 10, lượng mưa tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi là 532mm, cao hơn kỷ lục cũ của năm 2009 là 525 mm trong 24 giờ. Ngoài trung tâm thành phố, lượng mưa ở cầu Tráo Khúc 1 là 576 mm trong 24 giờ, cao hơn kỷ lục cũ năm 2009 là 518 mm. Ngoài ra ở Châu Ổ, Bình Sơn cũng ghi nhận lượng mưa là 641 mm trong 24 giờ, vượt xa mức kỷ lục cũ năm 2009 là 439 mm. Chuyển sang phần tin tiếp theo đại biểu tỉnh Bình Định đề nghị xử lý dứt điểm vụ án Hồ Duy Hải. Kính thưa quý vị, theo VTC News, vào hôm 23 tháng 10, phát biểu tại phiên thảo luận trực tuyến của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh thuộc đoàn Bình Định cho biết, thời gian vừa qua vẫn còn một số vụ án, vụ việc đã diễn ra từ lâu nhưng kết quả giải quyết cuối cùng chưa có. Bà Hạnh lấy ví dụ như vụ Hồ Duy Hải, vụ phân bán thuận phong tỉnh Đồng Nai, vụ buôn lậu gỗ chắc ở Quảng Trị, Tôi đề nghị các cơ quan hữu quan để ý sớm giải quyết dứt điểm các vụ án này nói riêng và các vụ án tồn động nói chung. Theo bà Hạnh, sự không thống nhất về nhận thức giữa các cơ quan tư pháp dẫn đến việc áp dụng pháp luật không thống nhất, ảnh hưởng đến kết quả điều tra, xét xử và tính kịp thời, nghiêm minh của pháp luật. Bà Hạnh kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao có cơ chế để giải quyết xử lý vấn đề này. Bộ trưởng Bộ Công an vi phạm trong đấu thầu, đấu giá thiết bị y tế rất phức tạp. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, hôm 23 tháng 10 đã cho biết, các vi phạm trong đấu thầu, đấu giá và chỉ định thầu mua trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp. Ông Lâm được báo giới trích lời nói rằng, số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế phát hiện tăng 1,87% số vụ phạm tội về tham nhũng phát hiện tăng 22,44%. Tuy nhiên, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn ra rất phức tạp, nhất là các vi phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá, xã hội hóa y tế và chỉ định thầu, mua trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Gần đây, Bộ Công an đã khởi tố đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Tuấn đã bị khởi tố để làm rõ trách nhiệm liên quan đến sai phạm về thổi giá thiết bị y tế xảy ra tại bệnh viện Tim Hà Nội, nơi ông Tuấn từng là giám đốc. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang phần tin thế giới. Facebook lún sâu vào khủng hoảng khi thêm một cựu nhân viên tố cáo. Kính thưa quý vị, mạng xã hội Facebook tiếp tục khủng hoảng khi vừa có thêm một cựu nhân viên khác của công ty này tố cáo việc dung túng những nội dung độc hại trên nền tảng của họ. Nếu bà Francis Huguen, cựu nhân viên tố cáo Facebook trước đó tìm tới báo Wall Street Journal để cung cấp tài liệu thì người tố cáo mới nhất này đã tìm tới báo Washington Post. Theo báo Washington Post, người tố cáo ẩn danh này là một cựu nhân viên của Facebook và trong đơn tố cáo với các nội dung khai báo có kèm theo tuyên thệ chịu trách nhiệm gửi ngày 22 tháng 10, người này đã cáo buộc Facebook đã cố tình dung túng các nội dung thù hận và hoạt động phi pháp trên nền tảng của họ. Đơn tố cáo dài 5 trang này được ký vào ngày 13 tháng 10, vào tuần sau khi bà Francis Hogan điều trần trước Ủy ban Thượng viện Mỹ tại Tòa nhà Quốc hội. Đơn tố cáo Facebook mới nhất này cũng đã được gửi tới Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ, cơ quan quản lý các công ty sở hữu đại chúng như Facebook. Tàu chiến Nga-Trung Quốc tuần tra chung lần đầu tiên ở Thái Bình Dương Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga vào hôm thứ Bảy đã thông báo các tàu chiến của họ và Trung Quốc đã cùng tổ chức cuộc tuần tra chung đầu tiên ở phần phía tây của Thái Bình Dương vào ngày 17 đến ngày 23 tháng 10. Đây cũng là lần đầu tiên đội tàu của Nga và Trung Quốc cùng đi qua eo biển Chugaru thuộc vùng biển quốc tế. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, nhiệm vụ của các cuộc tuần tra này là để biểu dương lực lượng của Nga và Trung Quốc, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như bảo vệ các hoạt động kinh tế hàng hải của hai nước. Một số video về cuộc tuần tra được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy, lực lượng nước này bao gồm hai tàu khu trục săn ngầm lớp Udaloy, hai tàu hộ vệ tàng hình lớp Seregotchai và một tàu đo đạc tham số tên lửa lớp Nguyên Soái Nedelin. Trong khi đó, phía Trung Quốc đã triển khai một tàu khu trục hạng nặng lớp Type 055, một tàu khu trục phòng không Type 052D, hai tàu hộ vệ tên lửa Type 054A và một tàu tiếp vận. Phía Nhật Bản cho biết, đã theo dõi chặt chẽ cuộc tuần tra kể trên. Moscow và Bắc Kinh từng tổ chức tập trận chung giữa hải quân hai nước ở biển Nhật Bản hồi đầu tháng 10. Hai quốc gia này đã tăng cường hợp tác quân sự và ngoại giao chặt chẽ hơn trong những năm gần đây trong bối cảnh quan hệ với phương Tây dần xấu đi. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng xin tham gia nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO nhưng bị từ chối. Kính thưa quý vị, theo báo cáo của NTD TV vào hôm 13 tháng 10, tổ chức y tế thế giới WHO đã đề cử danh sách nhóm tư vấn khoa học về nguồn gốc của mầm bệnh mới SARS với tổng cộng 26 chuyên gia. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cũng nộp đơn xin tham gia nhóm điều tra, tuy nhiên bà đã bị WHO từ chối. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, là một nhà virus học người Trung Quốc, đã chạy trốn tới Mỹ gần đây. Bà Diêm là nhà khoa học đầu tiên tiết lộ sự thật về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu dịch bệnh COVID-19. Trong thư, tiến sĩ Diêm viết rằng, là một nhà virus học giàu kinh nghiệm và là người đã tiết lộ sự thật về nguồn gốc của SARS-CoV-2, bà rất đủ tư cách đảm nhận vai trò này. Nếu được chọn, sẽ góp phần to lớn vào sứ mệnh của Shago. Bà Diêm cho biết, bà có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc tại phòng thí nghiệm tham chiếu H5 của WHO thuộc Trường Đại học Hồng Kông. Những công trình của bà đã được xuất bản trên các tạp chí y khoa hàng đầu, bao gồm Nature và The Lancet. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến ngày 16 tháng 1 năm 2020, theo yêu cầu của phòng thí nghiệm tham chiếu H5 của WHO, bà đã tiến hành một cuộc điều tra bí mật về tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán, Trung Quốc. Bà Diêm nói rằng, việc chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu thông tin đã khiến tình hình dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn. Sau đó, bà quyết định tiết lộ những tin tức mà bà thu thập được trong quá trình điều tra, hy vọng áp lực từ cộng đồng quốc tế có thể buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Ngăn chặn xảy ra một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Bà Diêm cũng cho biết, vào ngày 19 tháng 1 năm 2020, bà đã ẩn danh chia sẻ những thông tin mà bà phát hiện được thông qua kênh Loot Media của YouTube, bao gồm cả những phân tích của riêng bà về virus. Tất cả năm thông tin mà bà nêu ra sau đó đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác. Điều này cho thấy uy tín cũng như khả năng của bà trong việc tiết lộ sự thật về SARS-CoV-2. Tôi chạy trốn đến Mỹ vào tháng 4 năm 2020 và sớm nhắc nhở mọi người về nguồn gốc thực sự của SARS-CoV-2. Ngoài ra, kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2020, tôi và các đồng nghiệp đã đưa ra 3 báo cáo chứng minh một cách khoa học về nguồn gốc của SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Những báo cáo này đã được xem xét nghiêm ngặt và được chứng minh là hoàn hảo, bà Diêm viết trong bức thư. Cuối thư, bà Diêm bày tỏ hy vọng về WHO sẽ tích cực xem xét đơn đăng ký của bà và gửi lời cảm ơn đến tổ chức này đáp lại thư của bà Diêm về các thẳng thắn trả lời rằng Cảm ơn bà đã gửi đơn đăng ký để bày tỏ mong muốn được tham gia nhóm tư vấn khoa học về nguồn gốc của mầm bệnh mới Chago của Tổ chức Y tế Thế giới. WHO đã nhận được một lượng lớn đơn đăng ký từ khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng tôi đã xem xét một cách kỹ lưỡng các đơn đăng ký nhận được. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng bà đã không được chọn làm thành viên của Chago. Về câu trả lời của WHO, cư dân mạng Twitter Thiết Mộc Trân đã viết rằng Trong bức thư, tiến sĩ Diêm đã trình bày đầy đủ việc điều tra và nghiên cứu của bà về SARS-CoV-2. Năm thông tin chính xác và quan trọng tiết lộ về virus trên kênh YouTube Lut Media ngày 19 tháng 1 và ba báo cáo khoa học công bố sau đó đã đủ chứng minh virus rất có thể do gì từ phòng thí nghiệm. Thư từ chối của WHO cho thấy họ đã thiếu uy tín trong việc điều tra nguồn gốc của virus, ngay cả khi vì lý do an toàn, khi cho rằng tiến sĩ Diêm không thể quay trở lại Trung Quốc để tiến hành một cuộc điều tra. Tiến sĩ Diêm có thể trở lại Trung Quốc điều tra và WHO có chấp nhận đơn của bà ấy hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Việc WHO từ chối những người có trình độ như tiến sĩ Diêm cho thấy danh sách này hoàn toàn thiếu sót. WHO hoàn toàn không có uy tín. Phần cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với góc nhìn chuyên gia về quan điểm của ông Stu Schwerk cựu quân nhân có 30 năm phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ. Trong bài bình luận được đăng vào hôm 19 tháng 10 trên thời báo Epoch Times, ông Shevard cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đã hưởng lợi từ hoạt động gián điệp kinh tế có chủ đích trong nhiều thập kỷ. Ông phân tích, chiến lược kinh tế dài hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhằm thay thế trật tự thời hậu đệ nhị thế chiến do Hoa Kỳ thống trị, do Liên Hợp Quốc và khuôn khổ tiền tệ quốc tế Bretton Woods thiết lập, bằng một hệ thống tư bản độc tài do Bắc Kinh kiểm soát. Đặc điểm chính của chủ nghĩa tư bản độc tài được định nghĩa ở đây là một mặt có sự hiện diện của nền kinh tế tư bản đi cùng với sự vắng mặt hoặc xói mòn của dân chủ và tự do dân sự. Chiến lược này bao gồm việc thâm nhập, hợp tác và tận dụng các tổ chức quốc tế để tiếp cận các nguồn lực, đầu tư trực tiếp của ngoại quốc, công nghệ tiên tiến và các phương pháp của phương Tây để ngành công nghiệp Trung Quốc có thể vượt lên trước mọi đối thủ. Để thực hiện chiến lược này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dành những nguồn lực to lớn, bao gồm cả nhân lực và tiền bạc để tiến hành hoạt động gián điệp kinh tế. Gián điệp kinh tế liên quan đến việc đánh cắp bí mật thương mại, thông tin độc quyền và hoặc sở hữu trí tuệ nhằm tạo lợi thế cho các công ty trong nước trong khi gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh ngoại quốc. Theo một báo cáo công khai từ Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, các mục tiêu chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc hiện đại hóa quân đội, phát triển mô hình kinh tế dựa trên công nghệ và đạt được năng lực tổng thể toàn diện để thống trị địa chính trị trên toàn thế giới, phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động gián điệp kinh tế đang diễn ra rộng khắp. Thứ nhất, ngành tình báo. Các điệp viên, gián điệp và nhà phân tích Trung Quốc trong và hoặc được kiểm soát bởi Bộ An ninh Nhà nước MSS và tất cả các thành phần phục vụ của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đều được dành cho các hoạt động thu thập thông tin tình báo suốt ngày đêm. MSS phải chịu trách nhiệm trước cả Quốc vụ viện Trung Quốc, cơ quan hành chính chính của chế độ Trung Quốc và Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc tiến hành các hoạt động thu thập thông tin tình báo trên toàn thế giới. Theo tỷ phú người Trung Quốc Quách Văn Quý, có hơn 25.000 sĩ quan tình báo Trung Quốc và hơn 15.000 người Mỹ được tuyển dụng đang hoạt động cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tại nước Mỹ. Gián điệp mạng là một nhiệm vụ quan trọng trong việc chiếm được các bí mật kinh tế theo một báo cáo từ Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ Trung Quốc, thâm nhập mạng cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc trong một số trường hợp hoạt động theo chỉ đạo của Trung cộng hoặc với sự hỗ trợ của chính phủ truy cập thông tin về các hoạt động độc quyền và thông tin tài trợ dự án của các công ty Hoa Kỳ, cũng như đánh cắp IP và công nghệ. Hai, những người thu thập thông tin phi truyền thống, MSS khai thác hoặc ép buộc các doanh nhân và nhà khoa học Trung Quốc ăn cắp và báo cáo những bí mật có được trong các giao dịch kinh doanh của họ với người ngoại quốc. Kể từ năm 2015, các nỗ lực thu thập phi truyền thống này ngày càng được kiểm soát bởi Phòng Công tác Mặt trận Thống nhất UFWD, cơ quan dưới quyền của MSS, phụ trách phối hợp thu thập thông tin tình báo. Theo Blog Power 3.0, các sứ mệnh đối ngoại mới được bổ sung liên quan đến chiêu nạp giới tinh hoa, quản lý thông tin, thuyết phục và thu thập thông tin và các nguồn lực chiến lược và như một phương tiện tạo điều kiện cho hoạt động gián điệp phòng công tác mặt trận thống nhất của đảng cộng sản trung quốc ufwd cung cấp vỏ bọc cho các nhân viên tình báo gián điệp hoạt động dưới sự quản lý của bộ an ninh nhà nước trung quốc các nhánh của ufwd tiếp cận các viện khổng tử chương trình ngàn nhân tài các dịch vụ tin tức trung quốc văn phòng các vấn đề hoa kiều và cơ quan quản lý không gian mạng của đảng cộng sản trung quốc Tất cả những hoạt động này đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận ngoại quốc và lấy lòng bạn bè cho các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ ba, khai thác thông qua các quy định và pháp luật. Các luật và quy định của Trung Quốc thường tạo điều kiện cho hành vi trộm cắp công nghệ như một cái giá phải trả với các công ty ngoại quốc để được phép hoạt động tại Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đang cố gắng kiểm soát quá trình chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế bằng cách thay thế tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO bằng tiêu chuẩn Trung Quốc 2035. Khi kiểm soát các tiêu chuẩn và công nghệ, tiêu chuẩn Trung Quốc 2035 sẽ giúp chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp cận công nghệ do ngoại quốc phát triển dễ dàng hơn nhiều. Thứ tư, các công ty Bình Phong. Các công ty Bình Phong được thành lập ở ngoại quốc để xóa vết về sự tham gia trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc đạt được các công nghệ bị kiểm soát suốt cảng. Công ty Bình Phong có thể là một thuật ngữ gây hiểu lầm và hầu như tất cả các công ty do Đảng Cộng sản Trung Quốc sở hữu đều có nghĩa vụ phải thực hiện hoạt động gián điệp kinh tế thay mặt cho Bắc Kinh. Theo Học viện Chính sách Chiến lược của Úc, chỉ có một mức độ tách biệt rất nhỏ giữa vô số các công ty Trung Quốc và PLA. Vì Bắc Kinh đã phát triển và thực hiện chiến lược tối đa hóa mối liên kết giữa quân đội và khu vực dân sự để xây dựng sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Thứ 5. Liên doanh các liên doanh được sử dụng để lôi kéo các công ty ngoại quốc hoạt động tại Trung Quốc. Một phần của các thỏa thuận liên doanh liên quan đến việc chuyển giao công nghệ cho các đối tác Trung Quốc. Về bản chất, các quy định liên doanh của Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng đều yêu cầu các đối tác ngoại quốc về cơ bản phải đồng ý chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ của họ để được tiếp cận thị trường Trung Quốc. Thứ 6, quan hệ đối tác nghiên cứu Hợp tác với các nhà khoa học ngoại quốc trong các dự án nghiên cứu, giúp tiếp cận trực tiếp với các công nghệ tiên tiến. Một ví dụ điển hình là việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập Liên minh Internet công nghiệp cho các sáng kiến sản xuất, hợp tác và Internet. Tập trung vào việc tận dụng và tích hợp các công nghệ ở trong nước và đặc biệt là của ngoại quốc để đẩy nhanh sự phát triển của Internet công nghiệp. Họ không phải ngẫu nhiên dẫn đầu thế giới trong phát triển IPv6. Các quan hệ đối tác như là mua một tặng một khi chính phủ Hoa Kỳ lại cấp kinh phí tài trợ cho các nghiên cứu. Ví dụ, sự hợp tác giữa Liên minh Sức khỏe sinh thái của ông Peter Dajak và Viện Virus Học Vũ Hán đã sử dụng kinh phí do Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cung cấp. Thứ bảy, hợp tác học thuật. Các mối quan hệ qua lại với các trường đại học ngoại quốc được khuyến khích để tiếp cận với các công nghệ ngoại quốc. Một khía cạnh quan trọng chính là việc thúc đẩy trao đổi giáo sư và sinh viên quốc tế, đan xen với chương trình ngàn tài năng nhằm thu hút các nhà khoa học kỹ sư và giảng viên ngoại quốc, để bộ giáo dục và bộ an ninh nhà nước Trung Quốc khai thác cho mục đích gián điệp. Các phương diện khác liên quan đến chuyển đổi tín chỉ và công nhận bằng cấp để khuyến khích trao đổi học thuật sâu hơn và hợp tác khoa học giữa các trường cao đẳng và đại học Trung Quốc và ngoại quốc. Thứ 8, đầu tư vào khoa học và công nghệ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đầu tư vào phát triển khoa học và công nghệ ngoại quốc như một cơ chế để lấp đầy lỗ hổng công nghệ trong các lĩnh vực kỹ thuật của Trung Quốc các mục tiêu khoa học và công nghệ bao gồm công nghệ thông tin, an ninh mạng, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, công nghệ quốc phòng các loại và công nghệ năng lượng, đặc biệt là công nghệ xanh. Thứ 9, sáp nhập và mua lại. Chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp ngoại quốc để đầu tư và mua lại các công ty phương Tây nhằm mục đích có được các công nghệ tiên tiến và sở hữu trí tuệ. Họ đã thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược tại các công ty ngoại quốc quan trọng để giành lấy thị phần và tiếp cận các công nghệ quan trọng, cũng như gây ảnh hưởng đến văn hóa. Thứ 10, các chương trình tuyển dụng nhân tài. Các nhà khoa học và kỹ sư ngoại quốc được cấp học bổng nghiên cứu cùng với các kỳ nghỉ có trả lương để Trung Quốc có được vốn tri thức và đổi mới công nghệ của họ. Mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là tuyển dụng các chuyên gia, doanh nhân Hoa Kiều và ngoại quốc trong các lĩnh vực kinh tế then chốt đến giảng dạy và làm việc tại nước Trung Quốc. Kết luận, ông Stu nhận định Đảng Cộng sản Trung Quốc có một nỗ lực bền bỉ trong việc triển khai hoạt động gián điệp kinh tế, được phối hợp chặt chẽ và liên tục nhằm vào các ngành, các công nghệ và giới ưu trí tuệ do Hoa Kỳ phát triển. Chiến dịch này chính là một yếu tố quan trọng trong việc Bắc Kinh đeo đuổi vị trí thống trị kinh tế thế giới, và là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Trung Quốc, thương bằng chi phí trực tiếp của các đối thủ cạnh tranh ngoại quốc. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 24 tháng 10 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.